hỏi ông thầy chùa thì chùa nó hồn bé gì đây rồi, nhưng mà anh thì anh đầu tiên anh đâu tuần trước anh thấy nó về ngồi học mà nhà học sinh lấy cuốn sổ cha lấy cuốn sổ cho con học, mà thực tế là bỏ lại cuốn sổ thì Hồi giờ mạnh chào cô chú, thì đây là cái ngôi mộ của bé Kali nè quý cô chú. Cái ngôi mộ này là xong hết rồi hả anh chị? Dạ xong. Hình như cái nhà em đây cái là nó làm này em thấy nó méo méo sao á, nó nghiêng nghiêng chuyền bên nè. Quý chú cắt cái ngôi mộ mà nó nghiêng chuyền bên nè. Thì bé thì cũng 11 tháng hả anh chị. Thôi anh chị ngồi đi, mình ngồi xuống nói chuyện cho nó thoải mái tí. Bé tính luôn tuổi mụ là 17. Chị qua đây ngồi luôn đi chị. Anh chị tính tuổi mụ là 18. Dạ. Đúng rồi, qua năm mới là 18. Bé mắc thì bé 17. Dạ. Rồi bé mắc tới giờ giống như ở đây bé có 2 giờ không chị? Mình có thấy bé này kia được không? Dạ chồng em thì không thấy, như cô bác xuống viện anh chị em ở đây thì thấy bé gì à? Dạ. Người thì thấy bé về xin trái cây ăn. Dạ. Người thì thấy bé về xin cơm chai ăn. Dạ bé linh quá. Dạ. Dạ chị quốc mình ngồi xí xí vô xíu. Dạ. Cụm ly vô không? Ngồi không? Nói chung là sớm là người ta thấy về để mà xin vậy ha. Dạ, thấy bé xin vậy đó, với thấy bé thì ngủ bạn bè đi đá banh. Dạ. Yeah. Có một cái clip mà em nghe chị chia sẻ là lúc bé mất á, thì đi là buồn đói, không có ăn gì á. Dạ. Đúng rồi, có nhiều lúc thì bé đi đói như vậy á. Đói á. Dạ, cho nên là có thể là quay về để mà xin đồ ăn. Dạ. Yeah. Bữa đó bé đi học, thường thường bé ăn cơm trưa lắm, tới 12 giờ bé mới ăn, bữa đó bé học. Bé không ăn cơm, thấy con mình nuôi con mũi cắn còn được, nhưng mà tới ngày con bị chứ không ăn được một cơm cho mượn. Dạ. Đi lại cho người này thấy, kiểu thấy xin này xin kia. Em mới nói, tôi sao con không cho mẹ thấy, mẹ không thèm gì mẹ, mẹ gái mua cúng một đi xin. Dạ. Từ cái lúc mà bé mất tới giờ mình có tới cái nơi mà xảy ra sự việc á, để mà kiểu như mình gian giái rồi mình thắp nhang đồ gì không anh chị? Mộ á, không có giái. Có hỏi ông thầy chùa thì chùa nó hồn bé gì đây rồi. Nhưng mà anh thì anh đầu tiên anh đâu tuần trước anh thấy nó về ngồi học. Dạ. Mà nhà học sinh lấy cuốn sổ cha lấy cuốn sổ cho con học, mà thực tế là bỏ lại cuốn sổ thì. Dạ. Rồi cuốn sổ đó mình đốt cho bé luôn hả anh chị? Cuốn sổ đó em đốt cho bé luôn. Thật sự cô chú chị mà mỗi khi mà nhắc lại những cái chuyện của bé á, thì anh chị quốc ở đây á, đau xót. Lúc nào cũng đau xót, không có cầm nổi nước mắt. Thì ngày hôm nay Thủy cũng như anh Mạnh tới đây thì cũng thì cô chú anh chị cũng muốn là tới để mà thăm lại gia đình của anh chị quốc đây, để mà chia sẻ thêm nhiều thông tin, cho nên là Thủy với anh Mạnh mới tới đây, chứ cũng không phải mà mình muốn tới đây để mà khơi lại những cái nỗi đau gia đình của anh quốc phải gánh chịu ngày hôm nay nha cô chú. Thì mong vì nhiều cô chú á, nhiều cô chú là gọi cho em kêu thôi con xuống bữa nay có dịp về Cà Mau đó, rồi đi xuống thăm lại gia đình của anh chị. Cuộc sống hôm nay như thế nào rồi. Dạ, cho nên là em mới chạy xuống đây, mới quay lại quay sẵn đó thăm lại anh chị, cũng như là muốn cho cô chú anh chị biết cái cuộc sống của vợ chồng mình, của anh chị. Thì anh Quốc cũng đã hứa đối với cô chú, thì đó anh Quý đồ giúp đỡ cho anh Quốc. Nói chung là vợ chồng anh nó rất là giữ lời luôn, hứa sao là làm vậy đó. Tại vì cái thời gian mà bé mới mất á, cho nên không có ai mà làm nổi được quý cô chú. Thực sự mà con mắt mà ai cũng đều buồn hết á, thì buồn thì cũng khoảng một thời gian cho nó mới nguôi ngoai đi đó. Thì hôm nay thì anh Quốc cũng đã làm lại cái lồng hết quá, cái lồng để đựng trái cây buôn bán đó quý cô chú. Thì cũng được tháng rồi, mà ngày 19 tháng mấy anh Quốc? 19 tháng 2 mới khai trương. Dạ, thì 110 ngày á chị.
Đến 110 ngày. Bữa nay là 20 tháng Giêng ha. Dạ, thiền tháng nữa đi, tháng nữa là anh chị anh Quắc mới bán. Thì Mạnh cũng thay mặt cho gia đình anh Quắc á, cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước đã quan tâm và thương mến cho hoàn cảnh gia đình của anh, cũng đã giúp đỡ cho gia đình của anh chị. Thì hôm nay Mạnh xuống đây để thăm lại gia đình anh, cũng như để gửi đến cô bác á, tình hình xem lại cái hoàn cảnh của gia đình mình. Nói chung thì tụi em cũng xuống đây để thăm anh thôi, thật sự lâu quá rồi em có dịp. Dạ. Yeah. Cô chú đồ cũng nhắc nhớ tới gia đình của em mà để thăm hỏi. Dạ. Yeah. Quá mang ơn. Em đâu có biết mấy số cô chú ra trường, khi anh lại quay thì em gửi lời cảm ơn cô chú chở anh với anh đâu. Dạ. Yeah. Thì em vừa về Cà Mau á, vừa về Cà Mau là cô chú gọi cho em rất là nhiều luôn. Kêu Mạnh ơi, con xuống anh chị Quắc á, gia đình của bé Kha Ly á, rồi thăm anh chị để quay lại những cái khoảnh khắc hoàn cảnh của gia đình của anh hôm nay như thế nào rồi để cho cô bác anh chị xem. Dạ. Đó thì hôm nay em mới sẵn em mới xuống đây để cũng như là thăm anh chị. Dạ. Đây thì cái ngôi mộ của bé Kha Ly nè cô chú. Và cái nhà thì em mới thấy ở ngoài nhìn vô nó xéo xẹo luôn á. Ngồi nhìn đây vẫn thấy nè. Dạ, nó bẹt ra nè cô chú, nó bẹt xéo xẹo luôn. Nhưng không, hồi lúc anh kêu thằng thợ làm nó nói là không được, rồi chồng em tính để như anh em hỏi nói cỡ bao lâu nữa anh tính làm cho con. Nhà sửa thay cho con rồi. Sửa lại. Vì mình phải sửa lại. Dạ. Cái này mình phải làm cái cột lại rồi. Cột lại hết. Nói chung là nó bên đây nè. Như là nóc bên này nó bị sụp xuống á anh Quốc. Cũng sụp cũng một phần, nhưng mà cái lúc có đổ cột cũng xiên một phần á chị, đổ cột rồi. Dạ. Bên nhà anh đó thấy anh đó nói rồi mà nó không chịu. Dạ. Nó nói đổ đi rồi nó nữa nó bắt cái gì. Cái kéo qua cái gì. Người ta kêu cùm mà chắc này anh không cùm lại. Dạ. Kiểu như nó dạt ra, cái nó dạt ra. Cái đầu lúc đổ cột cũng dạt cái đầu gì mình bỏ. Dạ nó dạt, thấy ở ngoài vô nhìn thấy nó tạt bẹt ra luôn á. Rồi vô hổm thì em nói nó làm lại không được đâu chị. Rồi chồng em nói để xã tan coi gì, như tinh minh gì đó, làm sao gì đó. Mình làm lại gì chứ. Dạ, mình phải làm được chứ sao mà lại không được. Cái này anh chị mua cũng đem cho cháu. Em cũng có người mọ, mấy chồng á, thì thấy ai đỡ mấy chồng nhiều quá, mà đưa cho em về. Dạ. Con giấy rồi nè, em xin nó sớm rồi chồng em bỏ gì thôi. Dạ. Thì ở đây là những hàng xóm cô bác ở đây là thấy bé về hoài luôn á chị. Bé về hoài. Dạ. Thật sự mới một bé. Thật sự bữa nay thức lên thì thấy anh này nói là bé thấy Kha Ly bữa kia. Thấy Kha Ly gì đó. Dạ. Rồi thì xin nói có tư ơi, vô xin câu cá bóng ăn. Rồi dạ. Thấy ốc ơi cũng xin trái cây ăn. Dạ. Người thì hỏi nói con thấy cắt con thì ngon quá cho con vậy đó. Dạ. Đây bữa bé mắc của chú là bữa đó là bé chưa có ăn cơm. Chắc đói bụng á, đói bụng vệ sinh. Dạ. Thích trễ lắm bé, thích trễ. Dạ. Là hôm bữa là bị mắc đó là mình cái ngày mình đưa về là mình cầu hồn về luôn hả? Một lần đó ha anh chị. Dạ. Lúc chở bé. Lúc chở về công an nó chở nó. Kêu đốt nhang kêu bé về. Mình kiểu như mình gọi tên ha, mình gọi đốt tên, nhang mình gọi tên kêu bé về. Từ trên từ trên chỗ bệnh viện đó. Mình kêu về về tới nhà mình kêu đi nhà. Dạ. Như mình đặt họ tên xong mình kêu. Dạ. Rồi em kêu bé Lâm Hà Ly về với mẹ cha nè con. Dạ. Giờ mình đi về nhà nghe con nghĩ nó dài kêu con. Đi trên đường là mình cứ nó kêu hoài luôn. Dạ. Đốt nhang cầm nắm nhang theo vậy rớt mấy ông công an nó chỉnh chỉ vậy đó. Dạ. Em kêu gì tới đây mà thầy chùa lại nói thì bé gì đây rồi mà ai cũng thấy bé gì đây hết trơn, thấy đứa luôn. Dạ. Ai cũng thấy bé ở đây luôn. Ai cũng thấy bé ở đây. Dạ. Nói chung là ai cũng nói là bé Linh. Dạ. Thấy người thì quýnh số trúng, người thì thua gì lại nói vô đó. Dạ. Có nghĩa là cũng thấy bé xong rồi người ta đánh số. Đúng số trúng, bữa nào ta trúng thì ta đem trái cây ra ta cúng cho bé. Dạ. Hỏi tuổi bé mắc gì đó, mấy người kia nói kiểu như là người ta suy đoán ra chứ không phải là biết cho số. Đúng rồi.
thì suy đoán ra. Suy đoán thấy thì thấy nhiều người cũng mắc nhiều tuổi đó. À, mình thì chẳng chưa làm bờ kè gì hết hả chị? À, chưa. Dạ, tới cái tháng mưa tới là nó sẽ dạt ra nữa. Cái độ xanh là tới tắt mưa mà nó ngập không chị? Không sao, nó ngập đó chị. Hồi hôm nay mạnh lắm người thấy đó. Dạ, mưa là ngập. Tháng 10, tháng 11. À, tháng 11. Tháng 6, tháng 7 là còn mưa sập. Mưa rồi. Nó chỉ ngập đó thôi chứ còn trong cái nền nhà mình thì đâu có ngập đâu hả chị? Cả nhà mình không ngập. Nếu ngập theo sân ở nhà sau đó, thì khoảng cả tháng 8, tháng 9, tháng 10 bắt đầu nước lên. Yeah. Ở đây là anh chị chỉ có công việc là giống như chị thì đi làm thuê thôi, chứ mình không có đất đai, mình không có vuông viết gì hết anh chị. Yeah. Nhà mình ở trước đây còn khúc đất đây mà nếu mà có kinh phí giống như nãy chị nói á, mở cái tạp hóa nhỏ nhỏ cho biến nó bán rồi thì cũng rất là ngon. Muốn vậy đó mà giờ em chưa có dối tới cái đó. Nếu mà làm mình này thì kia cái nọ muốn bán tạm bạc giờ. Giờ nói chung thì từ trước tiên thì chị làm, em thấy chị làm chuồng heo rồi đó thì chị cứ làm. Chị tầm là khoảng bao nhiêu tiền? Em cũng chưa biết tính ra bao nhiêu. Vì mình mặn thì cũng như mua cái một chút nó đẻ từ ra rồi em cũng không biết tầm bao nhiêu nữa. Dạ bây giờ trước tiên thì chị cứ nuôi heo đi. Dạ. Là tại vì mình đã xây sẵn cái chuồng rồi anh Quốc thì đi buôn bán. Dạ. Đó rồi chừng đó mình lấy cái kia ít, cái nọ ít rồi mình đắp đổi này một kia nọ mình mới mà xây lên được. Chứ nói chung mình không phải là mình nói là chị có được. Thì em muốn gì mà cũng phải thời gian chứ đâu phải nói có liền đúng rồi. Dạ, mình phải cố gắng lên. Dạ. Mình có cái ước mơ vậy. Dạ, nếu mà thật sự tụi em đăng tải này lên á, cô bác, cô chú, anh chị á, có duyên đến gia đình mình thì lúc đó thì tụi em sẽ quay lại. Dạ, thì em cũng mong anh với chị phấn đấu lên để vượt qua đang khó khăn á, đang trong cái tình trạng này. Dạ, em cũng mong cho anh chị có thể làm gì cũng suôn sẻ ha. Đây là cặp ngay mấy sông luôn. Cái nhà thì em thấy nó quá trời, nó dạt ra luôn. Bây giờ Mạnh nha, qua Mạnh quay ở ngoài trước cho quý cô chú xem cái nhà mồ của bé mà nó dạt ra vậy nè. Mấy bên tay trái quý cô chú, giờ nó dạt ra dữ lắm luôn. Xéo xẹo à. Nhìn chị rất là đau thương quý chú, thật sự luôn. Đây là đôi dép của bé, cây bằng chải đánh răng, một sạc. Rồi thì hôm nay chủ yếu em xuống đây thăm anh chị. Dạ thì em cũng chúc cho chị, anh chị năm mới nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Anh chị và cô chú. Dạ rồi Mạnh cũng xin kết thúc cái video tại đây. Mạnh chúc quý cô chú anh chị năm mới nhiều thành công trong cuộc sống, rồi Mạnh hẹn quý cô chú anh chị những video sau. Rồi em chào anh chị luôn anh chị. Dạ. Chào anh Mạnh. Dạ.